Sáng nè Hà Lùng đi ăn sáng ở trong nhà thờ Tân Hưng gần nhà Hà Lùng đó. Đây là quầy bán mì xào của cô Vân nè. Cô Vân không chỉ bán mì xào đâu nha, còn bán một món đặc biệt nữa, lát cho coi. Nhìn chả giò nè, trời đất ơi, nó vàng ươm giòn rụm mà nha. Hà Lùng á, ăn là không có bỏ ớt, cho nên cô Vân dễ thương là biết ý của Hà Lùng. Sẽ làm cho Hà Lùng á một cái dĩa rau nhiều thiệt là nhiều, mì xào nhiều, nhưng mà chan hai muỗng nước mắm không ớt, bỏ thiệt nhiều đậu phộng. Đó, Hà Lùng rất là mê cái món này, ăn rất là dễ ăn nè, rồi dễ tiêu nè, ít năng lượng nữa tại vì rau nhiều lắm. Còn mấy cái topping thì ít thôi, cho nên là Hà Lùng ăn cái này cảm thấy rất là nhẹ bụng. Cho nên vì nhẹ bụng cho nên là Hà Lùng quện thêm một tô cháo lòng. Đó, đây là cái món đặc biệt mà cô Vân có bán kèm nữa nè. Bán một mình mà hai món luôn nha, mì xào với lại cháo lòng. Cháo lòng thì đơn giản thôi, phèo đồ nè, rồi có một hai lát gan nè, rồi huyết. Đặc biệt huyết ở đây rất ngon nha, rất là mềm, bỏ vô miệng nó tan ra tan ra. Hà Lùng quất hai thứ, tổng thiệt hại 30.000.